nãy mày bỏ cái này vô trong cái nồi trong cái bếp á, mày nấu lại cho nó mềm ha. Từ từ. Từ từ đó nào. Chú Tư, anh thở mà không kịp đút như thế này nè. Không miệng không? Không miệng không? Nè, nguội rồi. Này nè. Quay nè. Nè 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 nè. Thôi im ăn với quay đi đâu. Rồi nguội rồi, nguội rồi. Nguội rồi, ăn được rồi. Rồi ngủ đi. Ngon không? Ngon không? Thật đó. Đây nè. Nước. Trời ơi ngon quá. Trời ơi. Từ từ, ngẩng lên. Tao nói làm nhiều quá ha con. Nãy mày ngủ được lâu không? 2 tiếng. Ủa vậy hả? Vậy còn 3 giờ chiều nó mới ngủ quá. Ăn chút nữa thôi nha, không cho ăn hết đâu à. Ăn hết nhiều lắm. So yummy. Ăn thở không cũng ngon nữa. Ta ăn thôi có thịt bò chứ. Ăn vậy cũng ngon nữa hả? Không có tương rồi, không có chanh, không có gì chê mà cũng ngon nữa. Trời ơi, sao nó hả hỏng quá. Hả quá không chị, chưa lắc đầu nữa hả con? Hả? Sao con không lắc đầu gì hết mà? Con há mồm hoài hả?
I'm so blessed I get to be a mom to this little guy. Happy Mother's Day, everyone.